Khá là hay á. Em tính phác thảo như thế này nè. Thì cái khung nó nằm ở đây với ở đây nữa. Chỗ này. Em mời anh chị dùng nước ạ. Gửi em menu ạ. Cảm ơn em. Lát anh gọi. Em nghĩ là anh gọi đi, tại vì anh ăn đây nhiều hơn. Anh gọi cái phần này ha. Em cũng ngon nha. Cái môi bị dính vậy. Dính son. Hết rồi đó. Như là cái tóc á, để hồi dán dán. Cảm ơn anh. Em ơi, cho anh cái phần này. Này, ha. Một phần ạ? Một phần 2.000 em. Gì? Dì đi chợ hả? Để con chở dì đi nha. Thôi khỏi, chợ cũng gần mà. Bình thường cũng đi bộ không à. Đi bộ là do không có ai chở. Này có con ở nhà, để con chở dì đi. Đi chợ nhanh rồi còn về nấu ăn nữa. Chứ đồ bắp nó dày á, con sợ đói bụng. Dì chờ con chút nha. Con lấy xe. Dì đứng đây chờ con một chút nha. Con lấy cái xe. Ê, trời đất ơi, cậu này đi đứng kiểu kỳ cục vậy. Kiểu gì là kiểu gì? Bà đứng giữa đường vậy đó hả? Người ta đứng sát vô đây rồi mà nói giữa đường. Ủa cậu không thấy hả? Không thấy là làm sao? Ý bà nói tôi đuôi hả? Ê, hả? Anh làm gì đó? Tao làm gì kệ tao. Ai biết bắt cà chớn. Nói chuyện đàng hoàng nha, không đụng tay đụng chân. Mày muốn gì? Anh muốn gì là anh muốn hả? Gì? Hả? Đụng tới mẹ tôi là không có xong đâu. Thôi bỏ đi con. Coi chừng tao nha. Gì có sao không? Không, không sao. Tôi đây con cầm nha. Dì cảm ơn con hồi nãy đã binh dì nha. Dạ. Chuyện đó có gì đâu mà cảm ơn cái gì. Cũng may con nhận là con của dì, cho nên họ mới không dám làm gì. Con chỉ nói sự thật thôi mà. Mấy này á, con có nói chuyện với Thái rồi cũng thấy được nhiều chuyện. Trước giờ dì thương con nhiều vậy mà con lại hiểu lầm gì. Tại lúc đó con còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn. Dì đừng có giận con nha. Giận gì mà giận, ai thèm giận chứ. Dì đừng có khóc như vậy. Mất công thằng Thái nó thấy á, nó lại nghĩ con làm gì khiến dì buồn. Ai mà thèm khóc. Thôi, dì xuống bếp nấu đồ ăn nha.
Ủa Đạt, sao chị hai em với ông Dũng cứ cặp kè với nhau hoài vậy? Ủa anh Dương nói gì vậy? Làm sao? Thì làm ăn cái gì mà đâu có cần lúc nào cũng đi ăn uống rồi gặp gỡ nhau hoài vậy được. Trời ơi, anh yên tâm đi. Chị em á, ngoài thích anh nè, thích đầu bóc, thích chăm sóc gia đình, thì chỉ thích kiếm tiền thôi, anh đừng có lo nha. Em nói vậy thì anh yên tâm rồi. Mà Đạt nè, em phải nhớ để ý chị hai em cho anh đó nha. Cảm ơn em nhiều nha. Đúng là có cần phải gặp gỡ nhiều vậy đâu. Đây. Ăn từ từ thôi con, làm gì gấp dữ vậy? Phải sắp chiếu phim hôn nhân rồi. Trời ơi, còn tới một tiếng nữa mới chiếu lận. Thiệt tình, giống y như là... Nè, đậu bắp. Hồi đó đó, ba con cũng thích phim siêu nhân giống như con vậy đó. Nhưng mà ba con không bao giờ ăn gấp hết trơn á. Là tại vì thứ nhất, ba con sợ bị đau bao tử nè. Thứ hai á, là ba con không muốn bỏ lỡ bữa cơm gia đình. Vậy ba con là em bé ngoan hả ba? Đúng rồi. Con có muốn giống ba không? Dạ muốn, để con ăn chậm lại. Ăn đi mẹ. Thằng này ăn chậm có nghĩa là ăn bình thường thôi, chứ không phải con ăn như vậy con rùa có ăn lẹ hơn con nữa. Thái ơi, Thái, việc gì? Ê, gì? Con có gì gấp trên Sài Gòn, con phải về thành phố liền. Ủa, bộ chuyện quan trọng lắm hả con? Dạ, chuyện quan trọng lắm. Dì giữ đồ bắp giùm con vài bữa nha. Nhưng mà ngồi ăn cái đã rồi hãy đi. Đúng rồi anh hai. Dạ thôi, con đi liền cho ông kịp. Ăn cái đi, đi bụng đói làm sao? Trời ơi. Từ từ thôi anh. Con no luôn rồi á. Con trai ba á, ở nhà với bà ngoan chưa? Nhớ là không được khóc nghe. Ok, con đi chứ gì? Anh đi với Thái. Dạ. Thôi luôn mẹ ơi. Rồi em nè, ba là em bé ngoan gì đó bà. Thôi con ăn đi. Dạ. Sẽ tới ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.